1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Điểm chừng nào quý vị cảm thấy nó bụng nó xẹp xuống tới 15, quý vị ngưng. Thì ngày hôm sau quý vị cũng lấy hơi y như vậy. Mỗi buổi sáng là giờ quý vị có lấy lên vậy rồi điểm. Buổi trước quý vị điểm được 15, thì ngày hôm sau quý vị gán điểm lên 16. Đừng có điểm lên nhiều, cứ nhiêu đó thôi. Rồi ngày hôm sau nữa quý vị tập lấy lên nữa, quý vị sẽ điểm lên tới 17. Rồi ngày hôm sau nữa, trong vòng 1 tháng thì cái hơi quý vị nó có thể lên được một chút theo thời gian dài, nó sẽ quen với cái cách mình lấy hơi từ dưới bụng lấy lên tới ngực. Thì trong vòng 1 tháng hoặc 1 năm hay vài năm, tự động nó sẽ lên cái hơi dài của đại gia đình mình. Dù quý vị đang hơi 10 giây thôi thì 1 năm sau có thể lên được thêm 10 giây là 20 giây. Còn ai đang có hơi dài sẵn 20 giây, quý vị tập cái cách này thì trong vòng 1 năm hay là nửa năm hay là 3 tháng hay là 1 tháng nó cũng lên được thêm vài giây, cái đó là lên được một chút đỉnh nha cả nhà, tùy theo cách cả nhà luyện tập sang là tâm tập kiểu đó. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Tiếp tục chương trình mã số 6. Nãy giờ mấy người mua mã số 6 em gái? Dạ chốt được 3 khách. 3 khách mã số 6 đó là 3 nhân của tụi em. Đó là một cái phần quà của ba anh dành cho tụi em rất là nhiều, vì cái mã số 6 cái giá trị của nó là 2 triệu 3 triệu mấy, giống là 2 triệu 8 anh xui. 2 triệu 8 thì cái số tiền đó cũng không phải là nhỏ, nhưng mà cả gia đình đã yêu thương tụi em, đã bỏ số tiền đó ủng hộ, đó là động lực rất lớn cho tụi em để sau này sẽ mãi mãi đồng hành với đại gia đình mình. Khách hàng không phải là khách hàng, mà khách hàng là ân nhân và là những người bạn đồng hành tụi em suốt đời. Hứa với quý vị luôn, nếu có duyên chúng ta phải hội họp bàn đào. Coi thì tụi em gán cài gán làm cho tới 6 tháng tụi em sẽ mở một cái tiệc nhỏ nhỏ cho tất cả hàng quen với tụi em. Anh giống như là đã từng mua hàng tụi em sẽ 5 bàn thôi gom lại, rồi chúng ta sẽ ngồi tâm sự với nhau. Đó nhớ ông like đó, sạp sạp mua cái đó. Ok uống cái đi rồi mình lên chương trình hát thôi đó. Thế thì 1 năm nếu mà tụi em có khả năng làm thì mà làm 1 lần, nếu mà tụi em có khả năng thì làm cuối năm cho nó vui nha cả gia đình. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Hằng Nguyễn ạ. Sao 30 không anh yêu? Dạ có chị, bên em nhận lên tên hết cho chị. Sao 30 có? Thôi đưa cái này quảng cáo đi. Thôi ơi dạ. Người phạm ơi, em nhắn tin cho mình mẫu túi size 30 nha. Bây giờ anh phải sợ chết 1-2 phút rồi anh rơi được. Rồi sao rồi, con chú anh chị mình ơi. Ủa cái này, lấy cái đó chị vậy, cái đó là lăng. Dạ, để anh cứ bán đi. Cô chú anh chị mình ơi, ủng hộ giùm tụi em nha, cô chú anh chị mình ơi. Mã này là mã số 9 đúng không anh Thôi? Dạ, mã số 9. Mã này là mã số 8 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình còn đang suy nghĩ phân vân thì cũng có thể chụp lại cái tấm bảng đó ha. Dạ, khách hoàng tham chút, mã 8 phòng xanh. Quá quá rồi, đúng rồi, quá đã. Trời ơi, anh chị nào chịu chơi dữ vậy thế. Cảm ơn anh Hoàng Thanh ạ. Cảm ơn anh Hoàng Thanh, anh một người anh đúng là chuẩn một đàn ông yêu thương bà xã, yêu thương những người phụ nữ. Chắc nhiên là anh không xài cái này, là anh mua về tặng cho những người mình yêu thương. Rồi mã số 8 mà anh chúc mã số 8 á. Đó mã này mà. À mã số 8. Cái này mã số 9. Ờ à, thì mình khách hàng giống mã số mấy em? Số 8. Mã số 8 màu xanh. Tâm số 8 này. À cái này là mã số 9 màu xanh, là mã số 9 nha. Cái này là mã số 9 nha anh. Còn màu em này là mã số 8. Mà này có màu xanh không? À mà này không có màu xanh, có màu đen. Hai cái nó giống nhau, nó chỉ khác cái mẫu thôi. À nó khác cái khóa thôi, cái khóa là cái kiểu này thôi, đều tất cả là giống nhau hết. À mẫu này bao nhiêu tiền anh Tôi? Màu xanh. Dạ mẫu này là giá bên con bán là 3.690.000, giảm còn 3.500.000 thôi. Cái gì vậy? Sao tôi mua giảm 3.500.000? Giảm 3.500.000 hả? Phải không cha? Hả? Phải không hả? Đúng rồi. Để gì má? Dạ giảm còn 3.500.000 nha cô chú. 35. Dạ chị Thúy Xuân mã số 9. Mã số 9. Em nhắn tin chốt đơn cho chị Thúy Xuân ạ. Mã số 9 là cái này có mấy tháng? Bây giờ có 2 người chốt rồi á. Cái này là có. Rồi cái này đủ luôn nha, cảm ơn hai anh chị yêu thương tụi em. Mình vô đi, vô đi. Vui vô, vui vô. Anh Lộc. Vui vô. Anh Lộc. Rồi, anh Lộc. Mua vô mọi người ơi, mua vô. À nãy giờ bán được gì chưa? Dạ, anh Long. Đó bây giờ cũng 80 mấy đơn anh Long. Cái gì hả? Dạ. Không đâu mua giùm nha, đừng có sùng nha. Một mua giùm nha. Dạ, chờ miễn ra. Nó rùng anh Long, giùm Trời ơi, cái gì vậy trời? Ơi, chị Long. Trời ơi, cái gì vậy nè? Dạ, chị Long. Dạ. Trời ơi. Quá trời. Ủa, có bun nữa hả? Bên ngoài chốt đơn hả con? Bên ngoài chốt đơn hả? Trời đất ơi. Bên ngoài chốt đơn.
Đấy, lên mình mày quay ai vậy bò? Mày quay ai vậy bò? Mày quay ai vậy bò? Đây. 1.000 ba cô chú anh chị mình nhấc bên cái nút bên trái bấm cái kênh đừng quá đừng quá đừng quá lên trang cái nhân hoặc một hội nhóm nữa là cảm ơn mình lên chừng 2.000 nữa thôi trong gia hội à đi chơi như đâu có sao đâu có gì đâu không đây lên mã số mấy rồi đây bé rồi đây là mã số 8 và mã số 9 dạ mã 8 mã số 9 nha bán như vậy mã số 9 mấy người nhớ bài dạ dạ mẹ số 9 có 2 khách rồi ạ à. Bun shop nha mọi người đây bun shop đây đây chủ quán chủ đang ngồi đây chủ đang ngồi đây nè đó lớn nhìn tư rồi anh Long vô cái lên nhìn tư chị Long đi vô tụ cùng 800 mời chị Long giúp chị ủa thằng bò sao ở đây gì vậy tự nhiên vô thấy mắc cười quá cười thôi cười dạ thôi. Hello mọi người dạ Zalo của Trâm Bích Nguyễn 0902 4590 bớt xàm mình Zalo chậm với chị em hốt hôm nay có Zalo này liền luôn chứ khuyến mãi mua một cái tặng một cái hôm nay có chương trình mãi vỏ sơn đông nha bà con cô bác ba xàm nha hồi lát nữa nha nó lỗ nha mãi vỏ sơn đông nha nếu cô chú chị mình nhắc ra ngoài xong rồi nhắc vô bấm nút chia sẻ từ 1.400 trở lên 2.800 em hốt Zalo liền hốt từ trên trái hốt xuống hốt sang ngang liền hốt đẹp cho người coi đẹp mắt mãi vỏ sơn đông chuẩn bị giới thiệu luôn dầu gió xanh của hầm mốm lần mốm lại luôn mọi người ơi mọi người ơi mua hàng cho ông Sang với thằng Hải đi để có tiền bao hai vợ chồng tôi nhậu hai vợ chồng tôi đi xe taxi từ ở nhà tới đây hết tính 18.000 chủ yếu để ăn chực ê cái đầu người tết là 98.000 giờ luôn ôi phụ đi lên 98.000 ta phải ăn lại cái gì cho nó xứng đáng cái công sức người ta đi chứ ba 1.800 rồi ạ 1.800 rồi ạ dạ, lên luôn mọi người ơi lên luôn mọi người ơi cái này đi. Đi này bắt dẫn đi rồi giới thiệu Hải ơi giới thiệu này từ đầu luôn không muốn giới thiệu này không bây giờ là hai phút xả chết vui vẻ không bạo đúng không Hải sẽ cho mình 2 phút xả chết vui vẻ không bạo nè okay. Xin giới thiệu quý vị đó là nước dung dịch phụ nữ nha nãy gia đình mình ơi cái này để dùng làm gì vậy chị xui có lộn thầy cái này á là ai viêm nhiễm nắm ngứa thì nói đi bây giờ đang lắng nghe học hỏi mà viêm nhiễm nắm ngứa khó chịu nha là bị các kiểu nói chung các kiểu của chị em phụ nữ đẹp quá mọi người ơi đây ha một cái mấy cái này bên đây toàn là chất liệu da cá sấu không à nói thiệt chứ một cái này xài mãn đời luôn đặc biệt mua một cái vỏ da cá sấu được tặng một tấm hình có hình con cá sấu rồi xong rồi người ta mua người ta nhặt ra cái vỏ nha rồi người ta tiếp tấm hình đâu tấm hình con cá sấu đâu nha bà nha không có thì nhắc bây giờ như sở thú chụp cho có ba xàm nha rồi người ta kiếm cái hình con cá sấu cục ra vô cái mặt ông Sang vô đỡ đi nè nha thật ra là cái mấy cái da cá sấu này mặt tôi đỡ đi làm sao thật ra là mấy cái da cá sấu này rất là bền mọi người da dày chắc nhưng mà rất là đàng hoàng chứ không phải bị cứng nên là xào rất là mượt bền nha đường kim mũi chỉ cho nó kịp cái này mà mọi người xài á một cái một năm không mòn một năm không mòn nha ẩm được luôn chứ không trời ơi cái đứa mạnh mà cái đứa mạnh không đưa bung lên luôn nè 9:45 mà chị chị Trang ơi túi này là trời ơi chị máu tối này giá bên em số bên đang bán là 1.950.000 bên em rồi nhắc lại một lần nữa bên đây 1, 2, 3 mọi người mua nhanh đi à 5 phút nữa offline à 5 phút nữa offline nãy giờ bán được nhiêu đơn rồi 1.700 đơn rồi dạ 1.700 đơn rồi ạ mà vô cho chẳng 2.000 đơn thằng Hải với lại thằng Sang ấy lột kêu thằng đi sơn đông mãi giỏi vô này rồi chúng ta hai sẽ cùng kêu chốt đơn bơm bơm lên lên đi cặp buôn vô đây la lên phụ của chăm coi ghi vô cái đất nó lên vô đây la lên phụ coi lẹ lắm đây chị bán nhà mình buôn bán mình phải rớt rẻn lên cửa đi chốt chốt đơn chốt đơn chốt đơn sao giờ này còn ở đây nữa không về nhà ngủ đi hả con phải vô con bán được một đơn cha mới chở con về đãi nó vô nó bán mấy giờ rồi má vậy đó hả con này cha nhốt ở đây đó nó đội cái nón vô đi ngồi út luôn vậy đây đưa đợi cái bộ tóc lên coi rồi bộ tóc lên mình sao ngứa quá vậy chú xem trời ơi trời bộ tóc bữa mua chỗ diễn hả trời. Mấy trăm bốn trăm mấy 500 á trời ơi theo mọi người không có bóc lột trẻ nha
livestream chưa biết bán lời hay lỗ mà bỏ tiền mua bộ tóc để like hết 400-500 ngàn đó. Đâu rồi bộ tóc đâu rồi, bộ tóc đâu rồi, sang cho bộ tóc mượn cái thấy gì được. Rồi mọi người ơi, mọi người ơi, bớt canh tay.